Tây Châu Phong. Tôi rất vui được gặp lại các em trong tiết học toán lớp 3 ngày hôm nay. Bài chia số có 4 chữ số, kéo số có 1 chữ số. Tiếp theo, sách giáo khoa trang 119. Chính với bài học ngày hôm nay được có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, hướng dẫn thực hiện chia số có 4 chữ số, kéo số có 1 chữ số. Nội dung thứ hai là các bài tập vận dụng. Các em thân mến, trước khi vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay, cô có một trò chơi dành cho các em. Trò chơi của cô được mang tên Đường đua của thỏ. Nhiệm vụ của các em trong trò chơi này là sẽ giúp chú thỏ vượt qua được các chướng ngại vật để chạy về đến mục đích. Và để giúp cho chú thỏ này vượt qua được các chướng ngại vật thì các em giúp bạn thỏ trả lời đúng các câu hỏi của cô nhé. Các em đã sẵn sàng rồi đúng không nào? Chúng ta cùng nhau bắt đầu chơi. Đối với chướng ngại vật đầu tiên, nội dung câu hỏi như sau: 2469 chia 2 bằng A 1234, B 1234 như 1, C 1234 như 2. Các em thực hiện phép chia vào bảng con và chọn đáp án đúng cho cô nhé. Xong rồi đúng không? Chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả. Cô chọn đáp án A 1234. Vậy là kết quả cái này là kết quả sai. Khi tính các em cần phải cẩn thận hơn nhé. Cô chọn đáp án B 1234 chứ 1. Đây là một đáp án chính xác. Vậy 2469 chia 2 bằng 1234 chia 1. Cô chúc mừng tất cả những bạn đã chọn đáp án B. Chúng ta cùng nhau đến với chướng ngại vật thứ hai. Nội dung câu hỏi như sau: 4159 chia 5 bằng A 831 chia 4, B 831 chia 3, C 831 chia 2. Các em thực hiện phép chia vào bảng con và chọn đáp án đúng cho cô nhé. Các em đã thực hiện xong rồi. Chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả. Cô chọn đáp án A 831 chia 4. Đây là một đáp án chính xác. Vậy cô có 4159 chia 5 bằng 831 chia 4. Cô chúc mừng tất cả những bạn đã chọn đáp án A. Vậy là nhiệm vụ của các em đã giúp cho chú thỏ chạy về đến mục đích đã thành công. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung chính của bài ngày hôm nay: hướng dẫn chia số có 4 chữ số, cho số có 1 chữ số. Cô có bài toán A 4218 chia 6. Để thực hiện được phép tính này thì các em cần phải đặt tính cho cô nhé. Chúng ta đặt tính như sau. Các em chú ý, khi chia số có 4 chữ số, cho số có 1 chữ số thì chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải, là chúng ta sẽ lấy chữ số ở hàng nghìn để chia. Vậy ta lấy 4 chia 6. Các em chú ý, ở lần chia đầu tiên, nếu chúng ta lấy một chữ số ở số để chia mà bé hơn số chia thì chúng ta phải lấy hai chữ số để chia. Vậy cô thấy 4 bé hơn 6 không thể được chia được cho 6, cô sẽ lấy 4 đi 2. Các em quan sát và theo dõi cô thực hiện cách chia nhé. 42 chia 6 được 7. 7 nhân 6 bằng 42. 42 trừ 42 bằng 0. Tiếp tục hạ 1. 1 chia 6, 1 bé hơn 6 không chia được cho
chia 6 được không? Chúng ta viết không ở phần thư. 0 nhân 6 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1. Tiếp tục hạ 8. Chúng ta được 18. 18 chia 3, 18 chia 6 được 3, viết 3. 3 nhân 6 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0. Vậy cô có 4218 chia 6 bằng 703. Các em thấy trong bài toán này có điểm gì đặc biệt? Trong bài toán này ở lượt chia thứ hai, sau khi chúng ta hạ 1 thì ta thấy là 1 bé hơn 6, không thể chia được cho 6, nên ta thấy 1 chia 6 được 0, ta viết 0 ở phần thư. Chúng ta cùng nhau đến với bài toán B. 2407 chia 4. Để thực hiện được bài toán này, chúng ta cũng đặt tính tương tự như các bài toán trước. Tương tự, chúng ta sẽ lấy hai chữ số của số bị chia để chia. Chúng ta lấy 24. 24 chia 4 được 6, viết 6. 6 nhân 4 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0. Tiếp tục để chia, chúng ta hạ một chữ số, đó là số 0. 0 chia 4, chúng ta thấy 0 bé hơn 4, không thể chia được cho 4, nên ta viết 0 ở phần thư. 0 nhân 4 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Ta hạ 7. Ta được 7 chia 4 được 1 lần. 1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 8. Vậy cô có 2407 chia 4 bằng 601 dư 3. Các em quan sát trong bài toán B này có điều gì đặc biệt? Trong bài toán B này ở lượt chia thứ hai là khi chúng ta hạ 0, 0 chia 4, 0 bé hơn 4, không chia được cho 4, nên ta thấy 0 chia 4 được 0. Chúng ta viết 0 ở phần thư. Cô vừa hướng dẫn cho các em xong bài toán B. Các em chú ý, trong quá trình thực hiện phép chia, kể từ lần chia thứ hai, mỗi lần chia chúng ta chỉ hạ một chữ số của số bị chia để chia. Nếu số bị chia ở lượt chia đó mà bé hơn số chia thì chúng ta viết 0 ở bên phải của phần thư nhé. Cô vừa hướng dẫn cho các em thực hiện chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Chúng ta cùng nhau áp dụng cách thực hiện chia đó vào các bài tập vận dụng nhé. Chúng ta cùng nhau đến với bài tập đầu tiên. Bài tập 1 yêu cầu đặt tính rồi tính. Cô có 4 bài toán sau. 3224 chia 4, 1516 chia 3, 2819 chia 7, 1865 chia 6. Bốn bài toán này các em thực hiện đặt tính đầu vở và sau đó thực hiện phép tính nhé.
quả đúng không nào? Cùng đối chiếu với kết quả của cô nào. Bài toán đầu tiên 3.224 chia 4 bằng 806. Cô sẽ lưu lại cách thực hiện của phép chia này. Đầu tiên chúng ta lấy 32 chia 4 được 8, viết 8. 8 x 4 bằng 32, 32 trừ 32 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 2, 2 chia cho 4, 2 bé hơn 4, không chia được cho 4, vì thế 2 chia 4 được 0. 0 x 4 bằng 0, 2 trừ 0 bằng 2. Tiếp tục hạ 4 được 24, chúng ta lấy 24 chia 4 được 6, viết 6. 6 x 4 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0. Tiếp tục đến bài toán 2, 1516 chia 3 bằng 502. 2819 chia 7 bằng 402, dư 5. 1865 chia 6 bằng 310, dư 5. Chúng ta vừa thực hiện xong bài tập số 1, chúng ta cùng nhau đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 đây là một bài giải toán với đề bài như sau. Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m. Đội đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa? Đề bài đã cho biết gì nào? Đề bài đã cho biết một đội công nhân phải sửa đường quãng đường là dài 1215m. Đội đó còn phải sửa, đã sửa được 1/3 quãng đường. Vậy thế thì đề bài đã hỏi gì nào? À, đề bài hỏi là đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa. Từ đề bài cô đã tính ngắn gọn như sau. Đội công nhân sửa một quãng đường dài là 1215m. Đội đó đã sửa được là 1/3 quãng đường. Vậy thì cô sẽ chia quãng đường này thành 3 phần bằng nhau và sửa được là 1/3, tức là sẽ sửa được một phần một đồng như thế này. Đó là phần sửa được, đã sửa. Và đề bài yêu cầu chúng ta tìm cái đoạn đường còn phải sửa, tức là cái đoạn còn lại. Các em thân mến, chúng ta biết được quãng đường đội cần phải sửa là 1215m. Và chúng ta biết là đội đã sửa được là 1/3 quãng đường rồi. Vậy thì chúng ta có tìm được số mét đường đội đã sửa được chưa? À, được đúng không nào? Chúng ta thực hiện phép tính gì? À, chúng ta thực hiện phép tính chia. Lấy 1215 chia cho 3. Vậy thế thì chúng ta tìm được số mét đường đã sửa được. Chúng ta lấy 1215 chia 3. Vậy thì sau khi tìm được số mét đường đã sửa và biết quãng đường đội công nhân phải sửa là 1215m, thế thì các em có tìm được số mét đường đội còn phải sửa được không nào? À, được đúng không? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Chúng ta lấy quãng đường 1215m trừ đi cho số mét đường chúng ta đã sửa được, quãng đường đã sửa được ở lời giải đầu. Là chúng ta tìm số mét đường còn phải sửa. Chúng ta lấy 1215 trừ đi kết quả ở cái lời giải đầu. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đáp số mét đường còn phải sửa. Đối với bài toán này thì các em thực hiện giải và vở cho cô nhé.
đổi được là 1215 chia 3 bằng 415 mét. Số mét đường còn phải sửa là 1215 trừ 405 bằng 810 mét. Đáp số 810 mét. Chúng ta cùng nhau kiểm tra lại bài giải một lần nữa thôi. Cô chúc mừng tất cả những bạn đã đặt lời giải và thực hiện cách tính đúng. Chúng ta cùng nhau đến với bài tập số 3. Đối với riêng bài tập số 3 này, cô sẽ cho các em chơi một trò chơi. Trò chơi được mang tên rung chuông vàng. Cách chơi của trò chơi này như sau. Ở mỗi vòng, cô sẽ có những câu hỏi. Nhiệm vụ của các em là kiểm tra xem bài toán đó là đúng hay sai. Được chưa nào? Chúng ta cùng nhau bắt đầu chơi vòng đầu tiên. Vòng 1 được mang tên thử thách. Cô có một bài toán 2156 chia 7 bằng 308. Vậy thì nhiệm vụ các em sẽ kiểm tra xem coi bài toán này đã thực hiện theo từng bước là đúng hay sai. Nếu đúng thì sẽ xuất hiện chữ D ở cái ô vuông này. Còn nếu như mà đây là một bài toán sai thì sẽ xuất hiện chữ S. Thời gian kiểm tra chúng ta bắt đầu. Bài toán này cũng là một bài toán sai, thực hiện sai là bởi vì
ở đường chia thứ hai, khi hai chúng ta lấy hai bé nhân 5 không chia được cho 5, thì thế 2 chia 5 được 0. Chúng ta đã biết 0 ở phần hương, nhưng bài toán này quên đi. Thì thế bài toán C này là một bài toán sai. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Về nhà các em xem lại các bài tập đã làm ngày hôm nay và chuẩn bị bài sai cho cô, đó là bài luyện tập ở trang 120. Cô mong rằng với sự hướng dẫn của cô,